Nhà chức trách Malaysia ngày hôm nay vừa cho biết, tính đến đầu giờ sáng nay, vẫn còn khoảng hơn 30 người nhập cư bất hợp pháp Indonesia bị mất tích sau khi chiếc thuyền chở những người nhập cư này bị chìm do sóng to gió lớn tại khu vực vùng nước của Malaysia vào ngày 1 tháng 8 vừa qua. Theo giới chức Malaysia, có 44 người trên thuyền vào thời điểm xảy ra tai nạn. Họ được cho là đang trên đường về nhà để dự lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo. Tính đến cuối giờ chiều qua, đã có 8 người trên chiếc thuyền gặp nạn được các cư dân Malaysia cứu thoát. Tại Hoa Kỳ ngày hôm qua, một phi công vừa được cứu sống bởi lực lượng cảnh sát biển Hoa Kỳ sau khi hai máy bay chiến đấu va chạm trên không trung ngoài khơi bờ biển Virginia. Theo cảnh sát quốc gia Hoa Kỳ, các máy bay phản lực Falcon F-16 cất cánh từ Maryland nhằm tham gia vào một buổi huấn luyện thường xuyên. Một trong những phi công đã bị đẩy ra khỏi máy bay, trong khi chiếc ghế phóng gửi tín hiệu cấp cứu cho cảnh sát biển. Phi công trên đã được cứu sống và chỉ bị thương nhẹ, trong khi vẫn chưa có tin tức gì về các phi công khác. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào ngày hôm qua đã phá hủy nhà thờ San Francisco, một di sản văn hóa được xây vào năm 1846 ở phía đông thành phố cảng Valparaiso của Chile. Ngay sau khi đám cháy xảy ra, người dân xung quanh nhà thờ đã được sơ tán. Ngọn lửa đã được dập tắt, tuy nhiên đây là một điều đáng tiếc đối với người dân thành phố Valparaiso bởi nhà thờ được coi là biểu tượng của thành phố. Hiện nguyên nhân đám cháy vẫn đang được điều tra. Hôm qua, nhiều nước châu Âu vừa phải trải qua một ngày được cho là nắng nóng nhất trong mùa hè năm nay. Tại Pháp, một cảnh báo màu cam đã được đưa ra khi nhiệt độ trung bình trong ngày lên đến mức 33,5 độ C. Trong khi đó, tại Bỉ và Đức, nhiệt độ lên đến 35 độ C trong bóng râm. Hàng ngàn người Đức đã đổ xô đến bờ biển để hạ nhiệt. Tuy nhiên, đợt nắng nóng ở Bỉ có thể sẽ nhanh chóng chấm dứt khi cơn bão kèm theo mưa lớn được dự báo có thể kéo đến vào những ngày cuối tuần.